Em chào chị gái nhá. Chị có một ít đẳng sâm bán à? Đẳng sâm này. Củ đây cũng to bằng ngón tay cái của mình. Củ to phết nhỉ chú nhỉ? Cháu thấy chú bán củ to nhất ở chợ đấy. Củ rất là to, con này mang về ngâm rượu thơm lắm mọi người ạ. Hoặc là mang về hầm xương, nấu canh gà. Đây là chuối hột rừng này. Con chuối này mình đào lâu chưa anh ơi? Hôm qua mới đào. Qua mới đào được à? Nó nặng tầm 2 cân không? Tổ ong rừng này khá là to và dài nha mọi người ạ. Cái này lấy về lâu chưa anh? Lấy về hôm qua. Cái này mình lên rừng thấy là lấy về à? Lên rừng thấy nó ở trên rừng này. Cái này là ong khoái đấy. Khoái quan đấy. Đây này. Ong này bây giờ hiếm lắm. Cái này là cái rau ngót rừng đúng không? Ừ. Cái này ăn thì rất ngon nha. Củ tam thất này nó củ to này chắc phải tầm 6-7 năm rồi nhỉ chị nhỉ? Nụ hoa bao tử tam thất, củ tam thất phơi khô mang kích tím này. Đây mọi người xem này, rất là đẹp nhá. Cái này mang về ngâm rượu lên màu đẹp lắm mọi người ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lượng đây. Hôm nay mình tiếp tục đi chợ phiên nha mọi người. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi tham quan khu vực chợ này vô cùng đặc sắc với những cái loài đặc sản trên vùng cao như ba kích này, đương quy này, tam thất rồi, đẳng sâm này, sâm cao và tất cả các loài đặc sản trên vùng cao, các loại gia vị thức ăn và cũng vô cùng nhiều mật ong rừng nữa. Bây giờ mình sẽ đi khám phá nhá, mời mọi người theo chân mình. Ở góc này thì người ta cũng bán rất nhiều củ đương quy này, vô cùng nhiều luôn đấy mọi người ạ. Ở đây thì người ta bán một ít phong lan này, như phong lan Tai Châu này, vẫn là một số phong lan nữa. Đây là các loại sâm cau này. Đây cái sâm cau này, ồ cái này anh sưu tầm được cây này đẹp nhỉ anh nhỉ. Đây là hơi cây gian cắn này mọi người ạ, củ gian cắn đấy, rất là quý nhá. Này sâm cau này, hai cây này sưu tầm này, đào không chặt luôn. Cái này là rất nhiều sâm cau. Cái này anh đào về lâu chưa ạ? Hôm qua vừa đào à? Ồ, cái này là cái gì đấy anh? Cây mật gấu. À, cây mật gấu à? Ồ, cây này to nhỉ? Chứa các bệnh về gan đấy nhỉ? Uống đun nước uống khá là tốt cho gan. Cũng như là đây là giá anh nghĩa là chứa bệnh sỏi thận đấy nhỉ? Đây là ít hồng này. Đây là cái này là cây khúc khắc đúng không ạ? Cảm ơn anh nhá. Ở góc này có bà cô bán một ít gia vị thức ăn như kiểu hoa hồi, hà dổi, mắc khén này. Với lại tương ớt nhá, đặc sản trên vùng cao mình ấy mọi người ạ. Còn đây có một xô mật ong rừng này. Ui, nhiều mật thật đấy mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đi vào trong này, khu vực trong này mới là khu vực đặc sắc nhất. Các loại gia vị thức ăn này, tương ớt đây. Cũng như hoa hồi, hà dổi, mắc khén các thứ nữa. Ở góc này có bà cụ bán một ít ớt này, cũng như là sâm cau nhá. Góc bên này người ta bán rau củ quả người ta trồng được này, ớt này, với lại các loại mận này, giờ ít đỗ nữa này. Bên này thì có một ít cây tam thất nhá. Tam thất đây là củ cũng bé thôi. Đây người ta bán cả thân, cả cây tam thất luôn. Còn ở góc này có mấy bà cụ bán ít củ kiệu này, với lại ớt này, rồi sâm đương quy nhá. Đây có góc này cũng rất là nhiều sâm đương quy này. Bên này là có một ít sâm cau. Đây là ít cái gạo nếp cẩm ấy mọi người ạ. Đây ở góc bên này người ta bán rất nhiều các loại sâm đương quy luôn mọi người ạ. Cũng khá là to nhá. Hỏng hết. Mua cả tải luôn ạ. Vâng. Chị mang bò thịt này về buôn à chị? Cái này mang buôn. Chắc cắn quá ha. Thịt tím rất là nhiều. Bên này là có một ít sâm đương quy nữa mọi người nhá. Vô cùng nhiều luôn đấy. Đây là chuối hột rừng này. Đây người ta bán ít ớt này. Ở góc bên này người ta bán một ít mật ong này. Mật ong này chưa vắt à anh? Vẫn phải nguyên mật trong sáp nhỉ?
Cái này thì mình lấy trên rừng về đấy à? Lấy trên rừng anh ạ. À. Đoạn ong nguyên chất phần trăm, 100% luôn mọi người nhá. Cái này thì mọi người có thể lấy cái này về vắt ra cũng được, hoặc mà mình ngâm rượu cũng được nhá. Còn ở đây thì rất nhiều ba kích tím này. Mọi người có thể thao hồ lựa chọn những cái củ nào tốt thì mới lấy này. Mọi người thấy chưa? Rất là nhiều luôn này. Đây. Cái này là ba kích vàng này. Bên này là ba kích tím nhá. Tất cả các loại luôn, đây có mấy bao tải luôn. Ở góc này này, mình ra xa xa quay cho mọi người xem này. Rơi vào tầm 6-7 bao ấy. Ấy, không sao không sao. Để em xem trong này cũng không tím mấy nhỉ. Rất là nhiều mọi người nha, mọi người lên đây thao hồ lựa chọn được cái loại nào ưng ý thì lấy, và có thể lấy cả bao tải cũng được. Thì người ta bán rất nhiều. Đây, mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nhé. Đây, ba kích tím, một trong những cái đặc sản của vùng cao mình ấy. Đây mình sẽ quay sơ qua mọi người xem góc này. Rất là nhiều, có những cái bao tải người ta bán gần hết rồi, có những cái bao tải thì vẫn còn đầy. Nói chung là người ta sáng nay người ta vừa mới chở trong nhà rồi thôi. Cái này mình qua vừa mới đào được anh. À vâng. Đây. Đấy, cây này khá là to nhá. Cái này thì nó cũng mọc không sâu cho lắm đâu nhỉ? Nhổ lấy phải đào? Nhổ rồi. À, nhổ à? Đấy, cái này nhổ nó bị gãy một tí đây nhỉ? Đây, mọi người xem này. Rất là đẹp nhá. Cái này mang về ngâm rượu lên màu đẹp lắm mọi người ạ. À, kích tím bổ thận tráng dương, rất tốt cho đàn ông nhá, dùng để chữa các bệnh sinh lý đàn ông đấy. Bên này cũng thế, bên này cũng có mấy tải liền luôn này. Đây ở góc này người ta bán rất nhiều sâm đương quy nhá. Sâm đương quy đây khá là củ khá là to mọi người ạ. Còn chỗ ông chú này thì bán một ít sâm đương quy, cũng củ khá là to. Củ to phết nhỉ chú nhỉ? Cháu thấy chú bán củ to nhất ở chợ đấy. Đây, củ rất là to, này mang về ngâm rượu thơm lắm mọi người ạ. Hoặc là mang về hầm xương, nấu canh gà. Cái này là giảo của Lam, người ta lấy trên rừng về phơi khô nhá. Cái này thanh nhiệt giải độc khá là tốt này. Còn ở bên này người ta bán một ít các loại củ tam thất, bên nụ hoa bao tử tam thất phơi khô nhá. Nụ hoa bao tử tam thất phơi khô về đun nước uống này, có thể pha như kiểu trà ấy nhá. Ở góc bên này thì có một cô em bán rất nhiều các loại sâm đương quy này. Sâm đương quy này củ không to mấy em nhỉ gái nhỉ? Cái này được mấy năm rồi em? Được một năm rồi. À thế à, củ này cũng bé. Nhà em tận đoàn nào? Đã. Nhà em tận đoàn nào? Em ở Tả Văn Chư ạ. Tả Văn Chư à? Nhà có nhiều không? Có củ to không? Ờ thì bán hết rồi. À. Thế ở nhà không có củ to nữa à? À, củ bằng này cũng được. Rất là nhiều luôn này. Đây ở bên này người ta bán rất nhiều các loại nụ hoa bao tử tam thất này. Cũng như là củ tam thất này, mọi người về có thể là nghiền ra để pha với mật ong uống hàng ngày. Nụ hoa bao tử tam thất thì mọi người về pha nước uống như kiểu chè ấy, khá là tốt nhá. Rất là nhiều luôn này. Đây người ta bán hàng 6-7 bao tải ở góc này nụ hoa bao tử tam thất đấy mọi người ạ.
Còn ở góc bên này thì người ta bán một ít cái loại củ tam thất này. Củ tam thất này nó củ to này chắc phải tầm 6-7 năm rồi ấy nhỉ chị nhỉ? 6-7 năm à? Củ khá là to mọi người ạ. Nhưng mà chợ này ít tam thất nhỉ chị nhỉ? Mỗi gian hàng của chị hình như là nhiều nhất thôi. Còn bên này là người ta bán ít nụ hoa bao tử tam thất, củ tam thất phơi khô cũng khá là nhiều. Một đống tam thất tươi kia nữa mọi người nhá. Đợt này có vẻ ít tam thất tươi nhỉ anh nhỉ? Bây giờ đang cuối vụ nên là tí ạ. Cuối vụ à? Vâng. Thế chắc sang tháng không còn nữa đâu nhỉ? Tầm 2 tháng nữa là 2-3 tháng nữa là quá nhiều rồi. À vâng. Đây cái tổ ong rừng này khá là to và dài nha mọi người ạ. Cái này lấy về lâu chưa anh? Lấy về hôm qua. Cái này mình lên rừng thấy là lấy về à? Lên rừng thấy là trên rừng. Cái này là ong khoái đấy. Mới quan đấy. Đây này, ong này bây giờ hiếm lắm. Hiếm lắm. Nhiều chỗ không có đâu. Cái này thì mình phải mặc áo cái đắp được này. Vâng. Đã đuổi mình á. Còn đuổi đốt đến lúc nào nó không tốt nữa thì thôi đấy. Đúng rồi. Rất là nhiều, rất là dài luôn. Hai tổ luôn cơ. Không một tổ thôi, một tổ đây nhiều lắm là nhiều. Cái này nó còn nhiều quá nhỉ? Còn nhiều. Mà ngâm rượu. Cái này ngâm rượu thôi này, con mẹ khoái quan đây mọi người ạ. Cái này mà nó không có con mật nhiều bằng này thì tốt rồi. Còn ở góc bên này có một cây thất diệp nhất chi hoa này. Cây này cũng phải cao tầm 2 mét mọi người ạ. Rồi. Em chào chị gái nhá. Chị có một ít đẳng sâm bán à? Đẳng sâm này mình đào về lâu chưa? Chưa. Cái này thì mang về ngâm rượu nhỉ? Mang về nấu thịt ăn. Nấu thịt ăn à? Bên các chị là chỉ lấy về nấu thịt ăn thôi à? Đây thì người ta đun nước uống này. Băm này phơi khô đun nước uống hoặc là ngâm thịt rượu ấy khá là tốt cái giống đẳng sâm này ấy. Cái này rơi mấy cân chị? 4 cân à. Cũng khá là nhiều mọi người ạ, củ to củ nhỏ có hết nhá. Đẳng sâm này nói chung là khá là quý luôn ấy. Ôi hôm nay anh với chú có nhiều củ hà thủ ô nhỉ? Nhưng mà đợt này không thấy củ to mấy nữa nhỉ? Cái củ này nó rơi vào mấy cân đấy ạ? Củ 1 cân. Củ 1 cân à? Em cân thử xem nhá. Cân 3. Đợt trước có một củ to đùng đấy, chắc phải rơi tầm 4 đến 5 cân bây giờ thấy ít nhỉ. Cái này mình đào về lâu chưa ạ? Chưa, vừa đào hôm qua. À vừa đào hôm qua. Cái này thì đào nó có sâu không? Sâu. À. Cái này nó là thuộc loại dây chứ nhỉ? Mình phải đi tìm chứ ạ? À vâng. Để mà đào được bằng này đi bán nó không hề đơn giản nhỉ chú nhỉ. Chào chào các chú nhá. Đây này. Đây là người ta bán một ít chè san tuyết ở xã Bản Liền, huyện Bắc Hà ấy nhá. Ở xã Bản Liền, huyện Bắc Hà thì người ta trồng chè rất là nhiều. Dân ở đây trồng chè ở trên rừng ấy. Bây giờ có mình trước mình đi qua góc khu vực xã đấy là có cây cổ thụ to chắc phải bằng cổ chân mình rồi. Cây cao qua đầu người ấy. Cho nên là không có thuốc bảo quản gì cả. Người ta nhặt về xong là đi ra rang qua đi xong là mang về đây bán nhá. Đây là giảo cổ lam thì người ta lấy trên rừng về thôi, không có gì là chất bảo quản cả. Cũng như ở đây là một ít các loại gia vị thức ăn. Đây là ớt phơi khô này. Ớt này ăn nói chung là rất là ngon, đặc sản trên vùng cao mình đấy. Đây hạt dổi này. Cả vỏ quế cũng để làm gia vị thức ăn nhá. Đây là có mắc khén và thảo quả này. Và hà hoa hồi nữa này. Chào chào cô nhá. Cô có nhiều củ sâm đương quy nhỉ? Sâm đương quy nó có vẻ củ không to mấy nhỉ cô nhỉ? Bé. Hay là mùa này nó bé ạ? Rất là nhiều mọi người ạ. Nhưng mà củ thì nó rất là non này. Rễ này nó bây giờ nó phình ra rồi. Sau này nó sẽ củ nó to dần. Mùa này đang mùa phát triển của nó. Nên là ít khi có củ to lắm. To nhỉ? Cái thân nó thì to thật nhưng mà củ thì bé, đang mùa phát triển đấy. Cảm ơn bà nhá. Cái đấy là cái gì đấy hả chú? Cái chuối à, nhìn đẹp nhỉ. Cái này cũng là gỗ đấy hả? Này làm gì đấy ạ? Thì cháu tưởng thuốc ạ? Không phải thuốc. Không phải thuốc à? À để cái phong lan à. Cái này là cái rau ngót rừng đúng không?
Cái này ăn thì rất ngon, nhưng về phải bỏ cái gân nó đi nhỉ. Không bỏ gân là ăn bị ấy, nôn ấy. Bên này là có ít nấm lim này. Nấm lim đây khá là to này. Đây không phải nấm lim đâu chứ nhỉ. Nấm linh chi thôi, mình nói nhầm, đây là nấm linh chi nhá. Đây có ít nấm linh chi. Cái miếng linh chi này cũng khá là to này. Đây. Còn đây là chuối hột rừng nhá. Cái chuối hột rừng này thì cái giống bé này nó sẽ ngon hơn cái giống to này. Và mình ngâm rượu cái này nó thơm hơn. Và nó nhiều công dụng hơn. Mọi người có thể có những người bảo là tại sao có những cái loại to loại bé mà lấy loại to tốt hơn không, thì loại to bé này mình khẳng định 100% nó sẽ tốt hơn nhá. Ở góc bên này thì mấy bà cô đây bán rất nhiều loại ớt này, với lại các loại rau ngót rừng này, cũng như là hoa chuối nhá, với lại quả chuối hột rừng này. Quả chuối này mang về nộm ăn thì rất là ngon luôn, giòn lắm. Hạt quả chuối hột này thì mang về chặt ra phơi khô đi để ngâm rượu chữa các bệnh sỏi thận rất là tốt này. Bên này cũng có một ít hoa chuối rừng nữa, cũng như cái này là củ mài này. Còn bên này người ta ít bán ít nông cụ như kiểu dao này, với lại cái lưỡi cầy này. Cũng như bên này là củ tam thất này, tam thất cả lá cả cành này. Cái này thì mọi người thử mang về trồng thử xem có được không nhá. Cái này thì mang về trồng được không, cái cây tam thất này này trồng được, chỉ sợ ở dưới cháu nó nóng quá không sống được thôi. Cháu trồng ở chỗ nhà vẫn sống. Trồng chỗ nhà vẫn sống. Củ nó chắc chắn sẽ không được. Mình trồng làm cảnh cơ. Không to được. Đúng rồi, nó nóng nó không phải phù hợp khí hậu, ở trên này nó lạnh. Về đến góc bên này mình lại thấy một túi đẳng sâm đây. Củ đây cũng to bằng ngón tay cái của mình ấy mọi người, rất là nhiều nhá. Cái này rơi vào tầm 2 cân đấy. Tươi nguyên người ta vừa đào về. Bên này thì có một ít các loại củ sâm đương quy này. Ít gừng này, ít ớt này. Bên này là chè dây này. Chè dây này người ta lấy nhân trần, em nói nhầm. Nhân trần. Cái nhân trần mình lấy trên rừng về đấy anh nhỉ? À vâng. Cái này thì khá là tốt nha, rất là thơm, mang về đun nước uống ấy, vì là đây người ta lấy trên rừng về thôi chứ không phải là người ta trồng. Thơm thật đấy mọi người ạ. Còn cái này là cái lá thang cố nhá, dùng để ăn thang cố ấy, một trong đặc sản ở trên vùng cao mình ấy mọi người ạ. Đây bên này người ta bán một ít chè dây khu vực này này. Đây cái lá chè dây đây, vừa nãy mình nhầm. Đây chè dây đây mọi người nhá. Với lại ít nhân trần bên này nữa này. Với lại ít chè dây phơi khô này, ít rau dớn này. Và nhân trần tươi nhá. Còn ở bên cạnh này mới là nhiều nhân trần này. Ở khu vực này thì mấy bà cô này bán rất nhiều nhân trần nhá. Nhân trần này lấy trên rừng về đấy à cô? Lấy trên rừng về ạ? Nhổ trên rừng về đấy à? À vâng. Đây là chè dây phơi khô này. Đây là nhân trần từ đây ra kia phải rơi vào tầm mấy chục cân đấy. Đây thì có một túi củ mài rừng nhá. Bên này người ta bán một ít nho rừng này. Cái này mang về đun nước uống khá là tốt nhá. Quả nho này ăn rất là thơm. Hoặc là về ngâm rượu thấy ngon. Nho này về ngâm rượu thơm lắm mọi người ạ. Cực kỳ tốt luôn đấy. Đây này người ta bán rất nhiều các loại lan mọi người ạ. Đây, cái giỏ lan này vô cùng to này. Này người ta trồng lấy về cũng rất là lâu này, người ta lấy trên rừng người già về. Nói chung cái lan này có thể tạm gọi là một khu vực chợ lan cũng được nhá, rất là nhiều luôn đấy. Đây, mọi người có thể dân người ta đổ xô về đây mua lan này, vô cùng đông đúc luôn đấy. Lan rất là đông luôn, rất là nhiều luôn. Người ta mang lan đi bày bán thì vô cùng nhiều. Tất cả các loại lan.
mọi người có thể đến đây lựa chọn cái cành phong lan nào ưng ý thì mới mua về. Con rúi này mình đào lâu chưa anh ơi? Hôm qua mới đào. Qua mới đào được à? Nó nặng tầm 2 cân không? Cân rưỡi. Cân rưỡi à? Khá là to nhỉ. 600 nghìn con rúi này cơ à? Thì mà đắt thế. Cân 500 rồi, con này cân rưỡi còn 700 rưỡi rồi, lấy 600 rồi. Con gì đấy? Cái phong lan này bao tiền khó này? Nặng đâu? Bao tiền đây rồi? Như vậy là mình đã giới thiệu xong khu vực chợ đặc sắc của trên Bắc Hà mình mọi người ạ. Mình có khi mình xin kết thúc video ngày hôm nay đây. Tạm biệt mọi người nhé, hẹn gặp mọi người trong những video sau. Mọi người có thể đăng ký kênh ủng hộ mình với để mấy hôm nữa mình có động lực đi quay những cái chợ phiên đặc sắc khác ngoài khu vực chợ phiên Bắc Hà này nhá. Nói chung là ở trên mình còn rất nhiều cái chợ phiên đặc sắc mà còn bán nhiều đồ quý hơn ở khu vực này. Nhưng mà hiện tại là bây giờ đang vào một ngày mua ấy, mình cũng chưa đi được. Thì chắc phải 1-2 tuần nữa mình sẽ đi được nhá. Tạm biệt mọi người.